Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa can thiệp nút mạch thành công, cứu nữ bệnh nhân bị sốc xuất huyết, có xuất huyết động mạch tự phát rất hiếm gặp. Bệnh nhân là chị NTKY, 33 tuổi, ở An Giang. Trước đó, bệnh nhân bị sốt cao nhiều ngày, kèm đau bụng âm ỉ vùng hông nên nhập viện. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết, có xuất huyết trong thành cơ bụng bên trái, biến chứng viêm gan cấp nên chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Tại đây, các bác sĩ đã nhanh chóng xử lý, đặc biệt là bệnh nhân phải truyền máu và can thiệp cấp cứu nút mạch cầm máu 2 lần. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh tồn ổn định và tiếp tục được chăm sóc, điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới. Theo các bác sĩ, sốt xuất huyết Dengue, biến chứng xuất huyết cần được đặc biệt chú ý và cần được can thiệp cấp cứu kịp thời.